trong khung thời gian năm học 2018-2019 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông. Học sinh thành phố Hồ Chí Minh sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 14 ngày, từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2, tức ngày 23 tháng Chạp đến ngày mùng 6 tháng Giêng. Tuy nhiên, trước ngày nghỉ là ngày cuối tuần nên học sinh thành phố Hồ Chí Minh sẽ được nghỉ Tết 16 ngày. Các ngày nghỉ lễ khác trong năm áp dụng theo quy định của luật lao động, nếu trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu hiệu trưởng các trường tổ chức bù các tiết dạy do nghỉ lễ. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu ngành giáo dục xét hoàn thành chương trình tiểu học, xét tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15 tháng 6 năm 2019, đối với công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 trước ngày 31 tháng 7 năm 2019. Riêng việc tuyển sinh vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa được thực hiện như các năm trước đây. Thời gian học sinh tham dự khảo sát sẽ do Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh quyết định.